Minasan, konnichiwa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại đặc sản chỉ có ở Trà Vinh nước ta, đó là dừa sáp. Loại dừa này có mặt ở dòng cây xanh Trà Vinh vào những năm 1960, và có một số tài liệu khác cho rằng đây là loại quả đã xuất hiện ở huyện Cầu Kè vào năm 1942 do một nhà sư người Khmer sang thăm Campuchia mang về làm giống. Dừa sáp Trà Vinh khá đặc biệt ở chỗ, nếu những trái dừa khác phải trải qua nhiều giai đoạn, như khi dừa non thì cơm mềm dẻo nước ngọt, khi dừa già thì cơm cứng, nước nhạt dần và thậm chí là lên men. Thì đối với dừa sáp Trà Vinh, sau khi trải qua giai đoạn non với cơm dừa và nước dừa sẽ tiếp tục phát triển dày dần phần cơm dừa lên lấp gần đầy khoảng trống của gáo dừa, chỉ để lại một khoảng không gian nhỏ chính dừa với chất lỏng sệt, mùi thơm đặc trưng. Cơm của dừa sáp khá mềm và dẻo chứ không cứng như các loại dừa khác. Mỗi vụ dừa sáp thường chỉ cho vài trái sáp, những loại còn lại là dừa thường và có giá trị thương mại chỉ ngang với những trái dừa khác. Tuy vậy, không phải vụ dừa nào cũng cho trái sáp, và thực tế không hiếm những trường hợp vài chục trái mà không có trái sáp nào. Bề ngoài, quả dừa sáp Trà Vinh trông giống như một quả bình thường, nhưng lại có một số đặc điểm đặc trưng khác mà chỉ có dừa sáp mới có. Có thể nói, dừa sáp có giá trị về mặt kinh tế và dinh dưỡng hơn hẳn một trái dừa thông thường. Mỗi năm, theo thống kê, thì chỉ có thể thu hoạch tầm khoảng 10.000 trái dừa sáp. Với con số như thế này thì không đủ để tiêu thụ và chỉ để phục vụ cho nhu cầu dùng thử mà thôi. Quả dừa sáp được gọi là quả đắt nhất Việt Nam, có giá từ 100 đến 200 nghìn đồng một trái. Tuy nhiên, loại dừa này rất ngon và mang lại giá trị dinh dưỡng khá là cao. Dừa sáp giúp thanh nhiệt, chế biến ra nhiều thức ăn ngon hấp dẫn, có giá trị kinh tế cao, vừa giúp mọi người giải khát trong những ngày nóng nực, vừa sáp giúp thanh lọc cơ thể, lợi tiểu giải độc tố. Dừa có tính mát cao, giúp cơ thể nhuận tràng, lợi tiểu, tốt cho hệ tiêu hóa và tuần hoàn. Có nhiều cách để ăn dừa sáp. Dừa sáp có thể chế biến thành mứt, kem, thạch hoặc dùng sáp để làm rượu rất ngon. Đối với dừa sáp thì món ngon nhất có lẽ là sinh tố dừa. Chỉ cần xay dừa sáp với một ít sữa hoặc cacao, thêm đá vào ăn vô cùng hấp dẫn. Vị vừa thơm vừa béo ngọt vô cùng hấp dẫn, đảm bảo ăn một lần sẽ nghiện. Nếu có đến Trà Vinh thì bạn thử nhớ ăn thử dừa sáp một lần để biết hương vị thơm ngon và hấp dẫn của quả dừa này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.